Các bài đọc lời Chúa ngày thứ sáu sau Chúa Nhật thứ 28 thường niên, năm 1, năm lẻ. Bài đọc 1. Trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma, Roma chương 4 câu 1 tới câu 8. Anh em thân mến, chúng ta phải nói gì về chuyện Abraham, tổ phụ theo huyết nhục của chúng ta đã gặp thấy? Nếu như Abraham nhờ việc làm mà được nên công chính, thì ông có lý mà tự hào, nhưng không phải tự hào trước mặt Thiên Chúa. Vì Thánh Kinh nói gì? Abraham đã tin vào Thiên Chúa, và điều đó được kể cho ông như sự công chính. Đối với người thợ làm việc, tiền công không kể được là ân huệ, nhưng là một món nợ. Còn đối với người không làm việc, nhưng tin vào đấng làm cho người ác nên công chính, thì đức tin của kẻ ấy được kể như là sự công chính theo ơn Thiên Chúa phân định. Cũng như David tuyên bố là phúc đức con người được Thiên Chúa kể là công chính, không cần có việc làm, mà rằng phúc cho những ai được tha thứ sự gian ác và được che lấp các tội lỗi, phúc cho người Chúa không chấp nhất sự tội. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Đáp ca Thánh Vịnh 31. Chúa là chỗ dung thân, Chúa đùm bọc tôi trong niềm vui ơn cứu độ. Chúa là chỗ dung thân, Chúa đùm bọc tôi trong niềm vui ơn cứu độ. Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm, và tội phạm của người được ơn che đậy. Phúc thay người mà Chúa không trách cứ lỗi lầm, và trong lòng người đó chẳng có mưu gian. Chúa là chỗ dung thân, Chúa đùm bọc tôi trong niềm vui ơn cứu độ. Tôi xưng ra cùng Chúa tội phạm của tôi, và lỗi lầm của tôi đã không che giấu. Tôi nói con thú thực cùng Chúa điều gian ác của con, và Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con. Chúa là chỗ dung thân, Chúa đùm bọc tôi trong niềm vui ơn cứu độ. Chư vị hiền nhân hãy vui mừng hân hoan trong Chúa, và mọi người lòng ngay hãy hân hở reo mừng. Chúa là chỗ dung thân, Chúa đùm bọc tôi trong niềm vui ơn cứu độ. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Do-thái chương 4 câu 12. Lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm phân rẽ tư tưởng và ý muốn của tâm hồn. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Phúc âm. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Luca chương 12 câu 1 tới câu 7. Khi ấy có nhiều đám đông dân chúng đứng chung quanh, đến nỗi chen đạp lẫn nhau, nên Chúa Giêsu bắt đầu dạy các môn đệ trước tiên rằng: các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái, nghĩa là sự giả hình, không có gì che đậy mà không bị tiết lộ ra, và không có gì giấu kín mà chẳng biết được. Vì vậy, những điều các con nói trong nơi tối tăm sẽ được nói ra nơi sáng sủa, và điều các con nói rỉ tai trong buồng kín sẽ được rao giảng trên mái nhà. Thầy bảo các con là những bạn hữu của Thầy rằng: các con đừng sợ chi những kẻ giết được thân xác, rồi sau đó không thể làm gì hơn được nữa.
Thầy sẽ chỉ cho các con biết phải sợ ai. Hãy sợ đấng sau khi đã giết chết còn có quyền ném vào địa ngục. Phải, Thầy bảo các con hãy sợ đấng ấy. Chớ thì năm con chim sẻ không bán được 2 đồng tiền sao? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Hơn nữa, mọi sợi tóc trên đầu các con cũng đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ, các con còn trọng hơn nhiều con chim sẻ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.